Tôi đang có mặt trong bảo tàng chứng tích chiến tranh Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, với các loại phương tiện vũ khí hạng nặng mà quân đội Mỹ đã sử dụng suốt thời gian chiến tranh ở Việt Nam. Và tôi ấn tượng nhất là chiếc máy bay vận tải. Tăng đủ đất đây, đặc biệt là chiếc máy bay rất là to, đây là chiếc xe tăng. Sư đoàn kỵ binh số 1 Hoa Kỳ đã biên chế một tiểu đoàn huấn luyện sử dụng của máy bay này. Chỗ lái gồm có 4 người, tốc độ 298 km/h, tầm bay gần 500 cây số, trang bị 2 cặp súng pháo nòng, camera hồng ngoại, camera cực nhạy. Đây bảo tàng chứng tích chiến tranh Thành phố Hồ Chí Minh.